Mối tình của các em anh nghĩ đây sẽ là một mối tình rất đẹp và rất thơ đúng không nào? Không. Không. Xong rồi cái cô chụp xong cái cổ đi ra thì mình kêu bạn mình vô. Cái cổ đi ra rồi, cái bạn mình đang vừa bước vô đang chuẩn bị tạo thế mình đưa máy lên á thì chụp hình xấu, vô chen lại vô. Đã thấy là hơi là vô duyên rồi. Mà phải đẹp vậy đó mà thấy vô duyên quá trời luôn á. Nắm tay nắm chân hay là hung hít hay là gì ABCD? Trước đó là cũng đã có nắm tay rồi. Em thấy tại vì bề ngoài cũng dạng như là chảy chuốt á, sợ cũng là gái nhiều lắm cho nên em cũng không có ý định là quen. Bạn bè em á nhìn ngoài mà tao thấy nó chắc BD á, thấy nó ẻo ẻo, thấy nó diện quá. Rồi em có check lại không? Em thì tin 100%. Ủa lý do gì tin 100%? Tại vì có những cái cử chỉ thân mật của nam mình đó. Em cũng muốn test thử. Em bay vô em hung, hung quá trời, nằm lên người luôn, hung luôn. Để coi có cảm giác gì không hay là có anh sao? Cái xong rồi ổng mới bắt đầu là ổng rạo rực. Ổng rạo rực. Cái em lại bỏ ra coi như là em không biết gì hết. Rồi ổng cào máu. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cũng như chào tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Em là Nguyễn Thái Hòa, em 29 tuổi, đang làm nhân viên về mảng quảng cáo cũng như là MC bên tiệc cưới. Thế còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và các vị khán giả. Em là bà Nái Liên, năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Hai em cưới nhau bao lâu rồi? Tới bây giờ là khoảng 7 tháng lẻ 4 ngày. Mối tình của các em anh nghĩ đây sẽ là một mối tình rất đẹp và rất thơ đúng không nào? Không. 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 Vậy thì hãy kể cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Em muốn kể hay anh kể? Thôi anh kể đi rồi em thêm mắm thêm muối vô. Em kể đi em. Cái cuộc tình của tụi em nó bắt đầu là lần đó là em đang tìm một cái bạn nữ ở trong trường. Em thì thích chụp hình. Thì cái lần đó là ở đường Hoa Nguyễn Huệ năm 2012 đó. Thì tụi em rủ nhau đi chụp hình ở đường Hoa vậy thôi. Có cái cô này nè, cổ đi với bạn, cổ chụp trước thì ok, mình cũng đợi. Xong rồi cái cô chụp xong cái cổ đi ra thì mình kêu bạn mình vô. Cái cổ đi ra rồi, cái bạn mình đang vừa bước vô đang chuẩn bị tạo thế mình đưa máy lên á thì chụp hình xấu, vô chen lại vô. Đã thấy là hơi là vô duyên rồi. Mà phải đẹp vậy đó mà thấy vô duyên quá trời luôn á. Em qua em nói với bạn mà, ê, mấy kiểu mình kiểu nữ đại gia vậy thôi chứ mà bất sự không có vô duyên quá. Cũng đi với nhau suốt một cái đoạn đường thì lại gặp cô này một lần nữa. Nhưng mà ở một cái góc khác á thì vô tình thấy cái bạn này cũng dễ thương, nói chung là cũng cao cao rồi. Nói mình xét về hình thức bên ngoài thì cũng kiểu như cái người em thích á, là con gái hơi giỏng giỏng cao cao vậy đó. Tóc dài, cười tươi tươi thì em cũng sẵn có cái máy em phơn tóc vậy đó. Chứ bạn này hình như là thấy đúng không? À không, anh đưa cho em xong anh đâu có đưa khoe là mình chụp anh đẹp đâu... cái xong rồi xin em cái nick Yahoo để gửi hình qua. Chứ em không hề xin số điện thoại nha. Em có giá lắm. Gửi email qua nói là gửi cho bạn tấm hình thôi. Gửi cho bạn hình thôi. Không có xin, tại vì em không thích làm quen với người mà vô duyên như vậy. Rồi không. Em nhận hình nhưng mà em không trả lời liền. Sau đó em mới là cảm ơn. Xong rồi cũng qua lại, cũng nói chuyện. Cũng đi chơi giống như bạn bè thôi. Đi chơi cái ổng dụ tới giờ luôn. Nhưng mà em cua bạn này bao nhiêu lâu thì dính? 4 tháng. Nhưng mà cái mấu chốt mà để 4 tháng bắt đầu mới là thực sự đến với nhau, nó là một cái nắm tay nắm chân hay là hung hít hay là gì ABCD? Trước đó là cũng đã có nắm tay rồi. Em thấy tại vì bề ngoài cũng dạng như là chảy chuốt á, sợ cũng là gái nhiều lắm cho nên em cũng không có ý định là quen. Ổng cũng theo hoài, ổng cũng nói hai lần rồi. Lần thứ hai á thì dẫn em đi công viên Thỏ Trắng á, đưa hết tiền cho em giữ, em thấy cũng được rồi. Em cũng thấy là ok thôi, mình quen thử đi. Ai biết là chắc là cũng 2 tháng 3 tháng gì thôi nhưng mà không biết sao tới 6-7 năm luôn. Rồi sau đó có trả lại tiền không hay là cầm luôn cái tiền đó? Đã trả lại. Trả chứ, trả em sòng phẳng lắm. Còn cầm luôn là bạn này bỏ luôn đó. Nhưng mà bạn trai của em á, là nãy em có dùng cái từ là rất là chảy chuốt lắm. Vậy thì em có nghi ngờ gì vậy anh không? Em thì không có nghi. Nhưng mà người ngoài nhìn vô là chắc 90% là nghi á. Bạn bè em á, nhìn ngoài mà tao thấy nó chắc BD á, thấy nó ẻo ẻo, thấy nó diện quá. Rồi em có check lại không? Em thì tin 100%. Ủa lý do gì tin 100%? Tại vì có những cái cử chỉ thân mật của nam mình nữ. Sau chính thức quen 2 tháng thì giờ dụ em đi Nha Trang. Ở khoảng được 3 ngày. Thì cái đêm đầu tiên là trong khách sạn, em cũng muốn test thử. Em bay vô em hung. Hung quá trời, nằm lên người luôn, hung luôn. Để coi có cảm giác gì không hay là có... Anh sao? Cái xong rồi ổng mới bắt đầu là ổng... Rạo rực. Ổng rạo rực.
cái em lại bỏ ra coi như là em không biết gì hết. Rồi ổng trào máu. Cho em đến kinh xíu. Cái nỗi uất ức của em cái bữa đó coi. Đang nằm bình thường coi tivi, cái bay vô em hết hồn vía. Thì cái hung cái mình cũng làm theo, trong cái mình hung lại cái đứng lên đi vô khác. Cái kiểu mà hung là gọi là hung hạ thính á. Vậy đó. Thử xem là có phải là những người có ham mê đâu, ham mê lúc đầu rồi. Dĩ nhiên là rất là mê chứ, nhưng mà mình rồi này kia rồi bỏ hay sao đó thì em test thử vậy luôn. Nhưng mà cuối cùng là cái đêm đó là không có gì hết. Không có gì hết. Rồi qua ngày hôm sau có không? Thì vẫn đi chơi bình thường. 3 ngày không có gì hết. Không, bạn không cho mình không đụng vô. Mình phải giữ cái đập trường của mình để mà không người ta nghĩ mình gì vậy chị. Rồi chừng nào mới thiệt. Đó. Thiệt á, không nhớ lần đầu tiên. Không nhớ lắm. Nhưng mà chắc là lần đầu đi vô khách sạn nữa là sao có lần đó lúc mà mưa á. Mưa không biết đi đâu ở ngoài đường. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Dạ. Và lần đó là em mới khẳng định một điều là anh ấy hoàn toàn không như những gì người ta nghĩ đúng không? Dạ. Bữa đó đi mưa rồi em nghĩ chắc có chắc vô quán cà phê thì không. Bả này là cái người đầu tiên mở. Anh có chứng minh nhân không? Đi khách sạn đi. Cái em đi. Rồi cướp đời trai. Ủa thiệt luôn á hả? Thì em cũng nghe nói vậy nhưng mà em biết thiệt không? Tự nhiên sao biết được là con trai không? Không, trời ơi, con trai vô nó khác, con trai nó biết gì không? Không? Chứ em sao em bị ai cướp? Bây giờ là cưới nhau về, có tật xấu đó có lòi ra không? Nó nhiều lắm. Ví dụ bây giờ ví cái nào như em kể là thích thả bơm. Theo kiểu gia trưởng mà thả bơm gia trưởng á. Là sao? Có nghĩa là mình thả bơm thì được mà người khác thả bơm thì nói. Tao lâu á, tay lạnh á, áp vô bụng em, áp vô người em, nói là người em nóng lắm, anh áp vô cho nó ấm. Mà đó, mình đã nóng mà áp vô lạnh nữa, mình giật mình. Rồi lần nào cũng vậy, đi đâu lạnh lạnh á, đi trời lạnh lạnh hoặc là đi ở chỗ nào lạnh lạnh, anh lấy cái tay áp vô bụng mình. Thói quen gì thôi. Lạ lùng đúng không? Lạ lùng. Ừ. Thôi cũng dễ thương. Cái gì xấu xí thì cái tật xấu đi. Trước lúc mà cưới á thì không biết, nhưng mà về thì biết là chơi game tới 2-3 giờ sáng. Wow. Đó là thật xấu đó. Xong rồi 2-3 giờ sáng mà cứ lúc đầu á thì em ra em nhắc hoài luôn. Ví dụ như 11 giờ em ra nhắc, 12 giờ em ra em nhắc, 1 giờ em ra em nhắc. Cứ mấy ngày sau em tức quá, em nằm trong phòng em khóc. Thì em nói là nếu mà ông dậy nữa tôi về mẹ tôi ngủ luôn. Chơi game hay la. La lối giống như chửi lộn vậy đó. Xong rồi chơi thua, đập đầu, đập vô người. Đập vô đầu. Ông chơi game gì vậy? Chơi Mario hai nắm. Chơi Liên Quân. Cái Liên Quân là dễ sợ lắm á. Ôi, còn tật gì không? Hợt đảng trí hay mất đồ, quên đồ. Em lúc nào cũng được coi là cái remote cái ổng á. Có quên món gì mà giá trị không? Có mất đồ, mất giá trị lớn nữa. Cái nào đúng không? Mất máy ảnh á. Người đàn ông này ở nhà có chia sẻ công việc với em không? Cũng có, nhưng mà hay so sánh lắm. Ví dụ như làm xong rồi nói là anh hồi sáng này anh lau nhà, anh giặt đồ này kia rồi á, chiều này em phải xếp đồ đi hay gì đó. Nói là em làm biến không làm. Mà ấy là em làm nhưng mà em không có nói. Ổng làm thì ổng nói. Ừ, làm là cái mà nói quá. Nói quá đúng không? Trong khi mình làm âm thầm mình làm. Đúng rồi, em đi xếp đồ thì ổng bao nhiêu lần em không nói. Cái ổng xếp một lần đó. Anh xếp đồ cho em rồi đó. Em đi lên chặt đồ đi. Còn đặc xấu gì nữa? Mặc đồ mấy ngày, mặc lại một cái quần đó hoặc là cái áo đó mấy ngày. Khi nào mà em nghe mùi em mới đem đi giặt thì mới chịu. Còn không mà giặt đồ thì đem nguyên đống đồ giặt luôn. Giặt máy mà nó sẽ lem đồ. Rồi giờ tới em đó. Nãy giờ em chỉ đợi anh Thuận hỏi nhiêu đó thôi. Nhiều khi mình thấy vợ về xong cái ăn cơm xong cái lên nồng học cái ăn no quá mệt, từ từ đi cho em nghỉ xíu đi. Ba nghĩ gì ba ngồi ba bấm điện thoại đâu có cái tiếng, có khi hơn 2 tiếng. Cái em đi làm gì làm đi, sao cứ ngồi bấm hoài. Tôi mệt rồi, tôi mầm đi ông, sao ông lúc ông bấm ông nói tôi hoài vậy. Ông làm xíu ông tị nạnh vợ đúng không? Nạnh vợ đúng không? Ông làm đi. Rồi em cũng là người làm. Vợ thì nói chung là làm thì làm kỹ nhưng mà hơi ít làm thôi. Em làm là em làm từ A tới Z. Ổng là làm từ A tới B. Nhưng mà ba rị mọ như vậy thì cái ngàn năm mới một lần. Ví dụ như là Tết gì rồi ba ngồi ba chà cái toilet ta nó 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi, ba chà mà cái domino nó bóng như cái nhẫn của em luôn vậy đó. Thì trong 4 tiếng đó em lao từ lầu 1 tới đến lầu 4 luôn. Em xong chưa? Để em xíu đi. Vậy đó. Rồi xong rồi vô, trời ơi, nhà mình giống như mình dắt vàng vậy đó. Nói mà được đúng lần đó thôi, còn nhân khác là em làm hết. Còn tật xấu gì? Có một cái tật xấu mà em nghĩ là vợ cũng nên sửa, đó là hai đứa có cãi nhau hay cái gì á, có những cái vợ không có đồng ý nhưng mà lại im. Chọn rất là giống như im lặng. Nhiều khi em đó, nói, ổng còn nói nhiều hơn em nữa. Em làm mệt quá em không trả lời luôn. Cái đó là em mong muốn vợ em thay đổi luôn cái điều đó đó đúng không? Dạ, cũng mong muốn là thí dụ như nếu như mà
trong cái cuộc cãi vã hoặc là trong cái vấn đề tranh luận của hai vợ chồng, nếu thực sự mà vợ có gì không đồng ý thì ok, có thể nói một tiếng là em chưa muốn nói vấn đề này, để thể hiện một cái sự tôn trọng hoặc là hiểu với mình, còn mình thì đang muốn xử lý cái vấn đề đó, chứ không phải là vợ chồng họ rất là im lặng xong rồi cái vậy thôi á. Còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em thì muốn chồng em là có kiên nhẫn một xíu, cứ làm một chút mà không được cái đập đồ hay là đập vô tường. Lại mong chồng em là phải tập trung một chút đúng không? Dạ, kiên nhẫn trung, với lại kiên đừng tập có trung là chắc chắn là sẽ kiên nhẫn. Có nổi nóng quá cái gì cũng có thể giải quyết được. Chính vì như vậy mà em làm biếng không muốn tranh luận luôn đúng không? Em mệt luôn. Tranh luận một hồi là gây lộn đúng không? Dạ. Chị thấy gì nè, thực ra tụi em có yêu nhau lâu mấy đi chăng nữa, nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng á, chỉ tính từ cái lúc mà hai đứa về chung một chỗ thôi. Mà đây là cái thời điểm mà hiện giờ á, cái tôi của mỗi người á, đang được bộc lộ nhiều nhất. Chính vì vậy người ta nói năm đầu của hôn nhân á, là một cái năm cực kỳ gian truân luôn, để mà tụi em phải thống nhất, phải gọi là tự biết cái nào cần mình nên dẹp cái tôi của mình, hòa nhất với cái tôi bên kia và ngược lại. Có thể thời gian đầu mình ở bên kia có thể vì một lý do nào đó, ví dụ như cái tình yêu của cái người vợ nhiều hơn cái người chồng dành cho mình, thì tạm thời chấp nhận cái việc là mình nhún nhường, nhưng một thời gian nó sẽ bộc ra lại. Thành ra đừng bao giờ bắt là ở người này phải sửa theo mình hoặc người kia phải sửa theo mình, đừng bao giờ như vậy. Tụi em phải biết chọn lựa, anh này có cái đặc điểm gì tốt, mình phải khuếch trương cái đó lên, và mình cái nào cái tôi của mình chưa tốt á, mình nương. Ngược lại người chồng cũng như vậy. Thì cái năm đầu tiên là cái năm tụi em đang cọ sát và gọi là phải làm cái điều đó. Mà do hai vợ chồng hết chứ không ai làm giùm được hết. Chưa hết đâu. Rồi đến khi tụi em có con, một năm đầu của đứa nhỏ là trời ơi, và cái thời gian 9 tháng 10 ngày đó là một khủng khiếp. Có nghĩa là bởi vì người ta nói vợ chồng ở với nhau 3 năm thì mới chính xác được là có thể ở được hay không, vượt qua cái 3 năm đầu tiên. Cho nên tụi em phải hết sức cẩn trọng trong cái việc này. Cái kiên nhẫn đó là em cũng muốn để ổng tập bây giờ, để sau khi có con á, nhiều khi nó khóc hay nó đòi bú hay cái gì, lúc đó ổng khùng lên rồi ổng la hay ổng làm gì nữa không. Nhưng mà cái kiên nhẫn đó không, ảnh không thể nào ảnh tự anh làm được, mà em phải tương tác. Còn cái tương tác như thế nào nó lại phải tùy từng cái lúc nóng giận và tùy từng cái nội dung sự việc mà hai vợ chồng cãi nhau. Xin chúc cho hai em luôn thấu tìm được cái chìa khóa, tức là hai đứa bắt đầu tìm được chìa khóa để mở nhau và hạnh phúc mãi mãi nhé. Cảm ơn nhiều. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Bích Trâm, em năm nay 27 tuổi, em làm giáo viên mầm non ở một trường ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn em? Dạ, em tên Nguyễn Minh Hiếu, em đến từ Đồng Nai. Em đang làm gì mà em đang là tài xế xe. Hỏi tên Hiếu nó ngồi bấm bụp sợ quánh mình ghê. Rồi, Hiếu với Trâm là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, quen nhau cách đây 10 năm. Là đó là một lần ở trên đài truyền hình Đồng Nai á, có một cái chương trình Khúc Hát Tôi Yêu á, là em có tham gia chương trình, gửi bài hát và để lại số điện thoại, rồi vô tình ông xã nghe được á, rồi điện thoại và viết thư nói chuyện. Vậy đó hả? Hồi đó cũng có điện thoại, viết thơ. Rồi khi em nhận được một cái lá thư, cảm giác của em như thế nào? Lúc đó cũng có nhiều người gửi thư lắm, mà vô tình cái em mới đọc cái thư của anh Hiếu này là nhiều nhất, tại cái chữ xấu quá. Rồi có hồi âm không? Em nói là có nhiều người gửi về cho em. Vậy thì tại sao cuối cùng hai người lại quen nhau? Là do là em cũng là học sinh phổ thông á, rồi anh Hiếu cũng là học sinh phổ thông, nên cũng gửi thư qua gửi thư lại rồi hẹn gặp nhau. Gặp nhau rồi có yêu liền không? Dạ không. Ấn tượng về nhau như thế nào? Là ấn tượng đầu tiên của em á, là lúc đó em thấy anh Hiếu á xấu lắm, mà mặc quần tây áo sơ mi rồi mang dép lê rồi nữa, mà trong khi đó gửi hình á chỉnh sửa nhìn đẹp lắm kìa. Mà lúc mà lần đầu tiên gặp thấy xấu quá, nhưng mà thôi kệ, lỡ mà bạn mà xấu cũng được không sao. Còn Hiếu em thấy bình thường. Bình thường. Rồi dắt nhau uống cà phê hai người nói cái gì? Hỏi chuyện học hành, rồi Hiếu mới giới thiệu là Hiếu có bạn gái đồ này nọ vậy đó. Có không Hiếu? Có. Nhiều không? Cũng tạm tạm. Tạm tạm là ít nhất phải trên 10 cô. Không có, 9. Chín. Ông mà khiêm tốn sợ luôn đó. Rồi đến bao lâu thì hai người mới chính thức yêu nhau? Tụi em còn là bạn thân với nhau 5 năm nữa rồi mới chính thức yêu nhau. Bạn nào là yêu bạn nào trước? Cái đó lúc là bạn thân thì đã hai người đã có tình cảm rồi, nhưng mà không có nói. Là em nghĩ là chắc hai người cùng có tình cảm với nhau thôi. Tức là lúc đó Hiếu đã có người yêu rồi. Dạ. Mà Hiếu lại viết thơ cho bạn này.
Có nghĩa là trong cái tư tưởng của mình là muốn bắt cá hai tay hả? Không có, đó dứt khoát là bạn bè thôi. Thì nó là mình nghĩ là bạn bè thôi. Rồi. Trong lúc mà bạn bè đi chơi nhau là vợ vừa thú nhận là đã có cảm tình với nhau đó. Lúc đó em chưa, sau này chia tay người yêu rồi thì lúc đó mới có cảm tình. Tức ghê rồi nãy, rõ ràng vợ nói là làm như hai người đã có cảm tình với nhau rồi hay sao á, cho nên là hai người tự đến với nhau. Là không có nói á chị. Thì đó, thì đã không nói đâu có biết đâu. Trong lòng, nhưng mà trong vấn đề là cái cảm xúc chứ vấn đề không phải là bằng lời nói. Cảm xúc có chút chút. Đó, bắt cá hai tay hiểu không? Đó, tay bắt hai con rồi. Vậy trong cái thời gian hai người thân nhau trong 5 năm, em có chứng kiến cái cuộc tình của anh nào? Mấy chuyện tình luôn anh. Là cứ có người yêu cái dắt qua chơi, gặp em nói chuyện. Là do em với anh Hiếu là lúc mà mới đi chơi chung là đã kêu là ông xã bà xã rồi. Cái gặp qua cái người kia mới tưởng là có người yêu rồi, dắt qua bắt cá hai tay nên chia tay hết luôn. Đâu còn ai đâu. Cứ kêu bà xã bắt đầu nói thôi về anh có người yêu rồi, yêu em chi bỏ luôn. Cái người đó gây ngược lại với em. Dạ đúng rồi. Mặc dù lúc đó tụi em chỉ coi nhau như hai thằng bạn. Hay là hai con bạn. Hai thằng bạn. Nhưng mà sao thân nhau không kêu là ông với bà, gọi là mày với tao, mà gọi là ông xã với bà xã. Có tư tưởng trong đầu trước rồi. À, thân này chắc là thân em là của tôi, thân tôi là của em đó. Đó. Rồi là 4 5 năm sau mới quen nhau. Dạ, anh chơi thân 5 năm xong rồi mới quen, mới yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Chừng cái chi tiết nào mà tự dưng chuyển từ tình bạn sang tình yêu nam nữ vậy? Dẫn đi nhậu chung á. Sẽ sao rồi lên đăng ký hát tặng cho ông xã. Rồi sao hát bài gì? Hát bài gì? Em cũng không nhớ bài gì nữa mà. Ông xã em number one đúng không? Bữa đó xỉn rồi gặp đi xe 67 đạp đâu có nổ đâu. Rồi cái phải nhờ người ta đẩy nổ rồi mới chắc nên trở về. Thấy hai vợ chồng nói bây giờ thì em là người chủ động tỏ tình với anh ấy đúng không? Dạ không, thì đi nhậu xỉn về xong rồi anh Hiếu kêu là phải ôm, không ôm là té, rồi ôm anh Hiếu. Rồi bữa sau hai đứa đi chơi, rồi anh Hiếu mới nói chăm làm bà gái Hiếu nha. Cái lúc đó tự nhiên cái mình cũng cảm thấy ấm lòng lên, cái mình đồng ý luôn. Mà xạo bởi thiệt mà. Ấm lòng là từ lúc bữa hôm mà, cái đêm nhậu rồi đúng không? Đêm nhậu đó em xỉn mà. Rồi, như vậy là quen nhau 5 năm là bạn thân. Rồi, sau đó yêu nhau bao lâu? Dạ 3 năm. 3 năm là 8 năm trời. Cưới bao lâu rồi? 1 năm 6 tháng. Trời, tính ra là 10 năm đó. Dạ 10 năm. Như vậy là các bạn đã là bạn thân với nhau rồi, tức là đã hiểu nhau quá về nhau rồi đúng không? Thì cưới nhau về thì có cái tính xấu gì lòi không? Dạ có chứ anh. Tại vì lúc mà được yêu nhau á là anh Hiếu xỉn là ai về nhà nấy. Còn lúc cưới nhau về á anh Hiếu xỉn, trời ơi ngáy mà ngủ không được luôn. Thở không được, thở tôi cũng ngáy. Rồi những cái chuyện xấu của anh ấy như thế nào? Tâm kể cho. Lúc mà em có bầu em bé là hai vợ chồng đều đi làm hết. Cái tới về ăn cơm á, cái em mới nói là ông xã ơi, chút bà xã mở, chút ông xã rửa chén đi. Cái ông xã kêu để đi chút nữa ông xã rửa. Cái để riết không thấy ông xã rửa, kêu sao ông xã không rửa chén. Thôi để sáng ông xã ngủ vậy ông xã rửa. Cho tới sáng ngủ vậy là sắp tới giờ đi làm rồi. Cái nói sao tới giờ đi làm mà ông xã không rửa chén, để đi chiều ông xã về ông xã rửa. Rồi cái cơn tình lễ. Tự nhiên cái mình buồn quá cái thôi em tự rửa xong rồi em dặn luôn. Dặn bao lâu? Dạ dặn có 1 ngày à. Cách nào mà quên được? Anh Hiếu đi làm xong rồi điện thoại nói thôi cho ông xã xin lỗi rồi hai vợ chồng làm lành thôi. Vậy đó. Từ bữa sau là tự em rửa chén, nó khỏi nhờ nữa. Rồi còn chuyện gì nữa không? Do ông xã là làm việc ở ngoài á, rồi cũng có đi với bạn bè đồ, mình đâu có đi theo được. Có bữa đi xong rồi em mới điện thoại, em mới hỏi là đi đâu, ông xã nói là đi chơi. Cái em mới nói là đi karaoke hả? Cái nói đâu có đâu. Về cái em thấy ở trên áo có cái dính son á. Cái em mới kêu là ông xã ơi dính son kìa. Làm gì có. Đâu áo dính son, đâu. Cái thấy cái hết hồn, cái chạy vô buồng cởi áo ra ở trần luôn. Ủa sao? Cháu nói đâu có đâu, không biết sao ông xã dính son á. Mà cứ nói là đi chơi với mấy anh đi làm chung mà. Mà để cho là son đó của cái anh làm chung đúng không? Em biết nữa, cái đó anh phải hỏi Hiếu, em không biết. Son đó đâu ra? Em xỉn nên không nhớ của ai đâu. Son của ai ta? Cái này coi là xào. Em lúc đó là... cái cảm xúc của em là sao? Lúc đó mình cũng hơi buồn, thì nếu mà có gì thì cứ nói là em thông cảm hết. Vì nếu như mà vì công việc á thì mình có thể bỏ qua. Mà ở đây anh Hiếu không nói, anh Hiếu giấu luôn. Mà em có cảm thấy áy náy gì về cái vết son không? Có chứ, tại vì chung mà mấy cái vấn đề ở ngoài thì không có nên đem về nhà thôi. Tại vì trăm tới giờ em bỏ qua chuyện đó chưa? Dạ đôi khi cũng hơi nhắc lại. Không, mà cái đó cũng xong rồi anh. Tại vì giờ đấy là vợ chồng mà, thì mấy cái vấn đề ở ngoài thì nó hiểu nhau là được. Bây giờ chị hỏi ngược lại chút xíu thôi. Dạ. Nếu là em thì em sẽ phản ứng như thế nào? Cái ghen của em nó làm sao? Em chắc em ghen cao thôi. Cao là cao như thế nào? Tánh hay đập đồ. Đập nhiều chưa? Dạ, có mấy cái điện thoại. Có mấy cái điện thoại thôi. Với mà xe đồ. Nhưng mà giờ hết rồi. Tại em giờ là tài xế, chạy xe là em giảm nữa cũng được 50% rồi. Đúng rồi. Chứ hồi xưa nóng tánh lắm. Chồng em ghen như thế nào trong? Ví dụ như em là giáo viên mầm non mà cái môi trường mầm non đó là chỉ có phụ nữ, trẻ em và chỉ có một người bảo vệ thôi, nhưng ông đó rất là già.
Xong rồi bữa trưa là giờ học trò nghỉ á, cái anh Hiếu mới điện thoại nói là bà sẽ đang làm cái gì, cái nó đang ngồi nói chuyện với mấy chị, cái mấy đứa học trò nó la nó cái kêu á thằng nào ở đó vậy, cái chị phải dạy chung với bà mới kêu chứ ở đây hả, nhiều thằng lắm, chục thằng cộng lại mới được như đó tuổi. Tức là chồng ghen với con nít hả chồng? Ghen đủ thứ luôn, ví dụ như em sanh em bé ở nhà nha, mà nhà em á là hàng rào cao 2,5 mét, có chó rồi nữa, mà khi nào cũng khóa cổng hết. Cái em mới nói là ở nhà không có để ai vô đó chị, cái em kêu nhà khóa cửa có chó ai vô thì nó leo rào nó vô. Nghĩ tới vậy luôn á. Trời ơi ghen suy diễn đó. Suy diễn ghê lắm luôn á. Còn gì nữa không? Có, em có bầu á mà em đi làm nói em mà đừng có nói chuyện nha anh. Em nói trời có bầu lo đi về cho nói chuyện nha. Vậy chứ cũng có nhiều thằng nó khóa bà chủ nói chuyện lắm. Kiểu gì cũng ghen được. Nhưng mà lý do gì mà em lại ghen một cách tưởng tượng lên như vậy? Nói chung là em đi ở ngoài á, em gặp nhiều lắm. Nên đôi khi mình nghĩ vậy thôi. Tức là em gặp nhiều những cái nhiều trường cái hợp. Trường hợp. Cho nên là em tại em bị tại sợ. Những khách mà đi xe của em nữa, rất nhiều trường hợp nên đôi khi mình nghĩ vậy thôi. Đó có nghĩa là bệnh nghề nghiệp, có nghĩa là bệnh tại vì mình đã tiếp xúc nhiều xong rồi tự nhiên mình sợ. Nên sợ mất vợ thôi. Thông cảm. Dạ em cũng hiểu mà. Rồi giờ tới em, vợ em có tính xấu không? Hay lèm bèm không? Nhậu là lèm bèm. Có gì tới còn nhậu nữa hả? Hai chồng nhậu chung đúng không? Không có nhậu chung. Mỗi lần em đi nhậu về là hay lèm bèm. Vậy bây giờ em mong muốn mà xã thay đổi điều gì? Dạ. Cái duy nhất một điều nữa đúng không? Dạ. Để nhậu về đừng lèm bèm nữa. Còn em Trâm? Muốn ông xã thay đổi là bớt ghen tí xíu thôi. Rồi có muốn bớt nhậu ra không? Dạ có bớt nhậu chút xíu. Chỉ mong muốn hai điều thôi đúng không? Dạ. Không còn gì nữa. Dạ không, em thấy ông xã em cũng tốt rồi, chỉ có hai điều đó thôi. Cái hai cái điều đó là hai cái điều cơ bản á. Chị nói thiệt, tưởng là hai điều lợi ích không có đâu. Cái suy diễn rất là nguy hiểm. Tại vì mình phải có lòng tin vào cái người vợ của mình. Cho nên là thôi, em đổi nhưng suy mà diễn đôi, đi. Đôi khi phòng bệnh mà nói trước vậy. Thì vợ em nhiều khi sẽ bực bội lên về cái chuyện đó đó. Không, có lâu lâu cũng chửi mà. Vấn đề không phải bực bội mà dẻ đường cho hiêu chạy, cái đó mới nguy hiểm. Không, cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì sao em biết không? Một cái đường mà tuyết nó đang phẳng lặng vậy nè, tự nhiên em vẽ một cái đường chân đi là nó đã có dấu rồi. Em dạy gì em làm cái điều thôi vứt luôn. Mình bỏ liền đi chứ. Mình đàn ông mà. Chứ là bà xã em bữa nay đứng trước bàn dân thiên hạ, bà xã em đã nói câu rồi mà, ông xã em là một anh mà. Rồi thôi vậy chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn em rất là anh chị. Xin chào MC anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay của vợ chồng Soạn. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Minh Khoa. Thì em đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. À, Hải Phòng. Hải Phòng. Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Rực trời Hoa Phượng Đỏ đó. Đó. Ủa em giờ năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 39. Khoa 39, ở khoa làm ngành nào? Em kinh doanh bất động sản. Em tên gì? Khoa nhỏ tuổi hơn em đúng không? Nhỏ hơn em tới 4 tuổi. Bởi vì nãy mới ra là chào bạn liền đó. Tại vì thấy sắp sắp rồi đó. Sắp sắp ngang nhau. Rồi xin mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Và chào tất cả khán giả của đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em là Nguyễn Hằng. Em cũng hiện tại em cũng đang ở Hải Phòng. Và công việc của em là chuyên phân phối về mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Dạ năm nay em 34 tuổi. Dạ Hằng là một cái gương mặt rất là thân quen, rất là hot ở trên Facebook đúng không? Về mỹ phẩm của em. Dạ. Em có được một phút để giới thiệu về sản phẩm của mình á, mời em. Em kinh doanh cái sản phẩm đó là như thế nào? Dạ em thực ra thì em cũng cái này đó là cái duyên ấy ạ. Tự dưng là cái nghề của mình nó tự dưng nó tìm đến mình. Trước thì em kinh doanh rất là nhiều các cái mặt hàng khác nhau, nhưng mà nó là cái duyên đến với em, nó là cái khi mà gia đình mình ấy có người bị bệnh ấy, là dùng những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì cái đấy nó là cái mà gia đình của mình có những người khỏi bệnh, thì sau đó thì mình mới làm những công việc đấy, thì mình thấy rằng là cái đấy nó ý nghĩa quá. Khi mà mình vừa làm mà mình vừa được, tức là mang giá trị lại cho những người khác, thì đấy là cái nó là cái duyên của em. Thì hiện tại bây giờ thì công ty của em hiện tại đang là có gần 70 sản phẩm riêng của công ty em. Em đợi xíu. Dạ. Anh Thanh đang bị trục trặc. Để trong này à? Khoa vô rồi nào? Em vừa hôm qua. Sân bay có bị kẹt không? Sân bay có đông không? Không bình thường ạ.
sân bay em vào trong Tân Sơn Nhất á, có bị em thấy đông không? Đông á, đông á, có đông. Cũng đông nhưng mà không phải không. Hôm cách đây 2 hôm là ngoài kia kẹt cứng. Sao kỳ vậy? Thì có đường lúc mình di chuyển đến sân bay về. Sao không? Cái mùa này á là Việt Kiều năm nay về nhiều lắm. Kẹt Việt Kiều năm nay là người ta nói cả 150.000. 150.000 là một ngày á. Nhưng mà về cả triệu mấy người luôn đó. 150.000 em nói là một ngày á. Anh tưởng tượng đi, 150.000 cho nên là dễ bị kẹt. Nhưng mà đó là bên quốc tế thôi, bên quốc nội đâu có gì đâu. Kẹt cứng luôn. Thì lúc đó em có từ hai hôm trước sân bay về khách sạn thì nó mới tắt đường rồi. Trời, đường phố Sài Gòn mà bây giờ 6 giờ mà 6 giờ 15 chị đi nó cũng kẹt. Chị biết rồi, trời ơi, kẹt cứng cừng cừng luôn. Cái đường Phạm Văn Đồng mà trời ơi, nó bự vậy đó mà 4-5 lần là xe. Chị phải đưa con Miếng Ngô đi học á. Thì đó, sáng chị phải đưa đi học xong rồi. Nhưng mà ngày thường thì sao? Thì cũng vậy. Ok. Nó lớn rồi sao để. Không, thằng Phú, nhưng mà chị đi quay chị phải đi theo nó chứ không thằng Phú đừng vòng về còn chết nữa. Chết nữa. Ừ. Rồi. Rồi đang là cái duyên. Em nói đang là cái duyên để có 70 sản phẩm gì đó. Thì thực ra đấy, cái nghề của mình nó là cái duyên ấy. Tức là từ trước đến giờ em kinh doanh rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng mà khi cái này nó là cái duyên, mà khi mà nhà em có người bị có vấn đề bị bệnh ấy, thì mình biết đến những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, thì cái người nhà của mình khỏi bệnh. Thì sau đó thì mình tự dưng, tức là mình tự dưng những cái sản phẩm tốt nó cứ tìm đến mình ấy. Tự dưng là nó cứ tìm đến mình ấy. Và sau khi mình thấy rằng là mình làm những cái ngành nghề khác rồi, nhưng cái này là nó đem lại giá trị cho mọi người, thì là mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Thế là em mới chuyển sang cái ngành nghề này. Thì công ty của em thì cũng được, hai vợ chồng cũng được 8 năm rồi. Thì hiện tại là công ty em có gần 70 sản phẩm. Công ty vừa là mỹ phẩm và vừa là thực phẩm chăm sóc về sức khỏe. Dạ. Tốt rồi đấy. Và cái sở hữu gần nữa công ty em là vì sức khỏe, tương lai người Việt. Nên là lúc nào mình cũng mong muốn là mang những cái sản phẩm tốt nhất và ưu việt nhất như tất cả những cái rồi. Vậy là cái năm nay á, là bất động sản là coi như là tạm thời đứng yên chỗ yên. Đặng phụ với năm vợ yên, thôi đúng không? Sang mỹ phẩm và thực phẩm và sức khỏe. Đúng rồi. Đó, cái gì có thể đứng yên nhưng mà sức khỏe thì lúc nào cũng vậy, cũng phải cần được chăm sóc. Chăm sóc, đúng để nó đi lên ạ, không để nó đi xuống ạ. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho anh Thuận cũng như là chương trình biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau. Và lần đầu gặp thì có ấn tượng gì về nhau? Thì cơ duyên gặp nhau thì là em biết Hằng là qua một cái bà chị ấy. Bà chị đã chơi với ông anh. Ông anh ấy lại chơi với em. Là qua đây thì em biết đến Hằng. Thì Hằng là ở trên Hà Nội, sinh sống ở trên Hà Nội. Em ở dưới Hải Phòng. Thế là Hằng cuối tuần thì hay ở trên Hà Nội về Hải Phòng chơi với bà chị. Thế là mới chấp đối cho nhau đó, gặp nhau đó đúng không? Coi như bà chị chơi với ông anh anh của em. Thế là coi như đi đâu đi 4 người thì tự động thì phải yêu thôi. Nhưng mà đầu tiên em gặp anh này là em có cảm mến liền không? Tức là anh ấy giới thiệu anh bảo là anh có một thằng em đẹp trai lắm, giám đốc công ty đẹp trai lắm, nhưng mà thằng này nó lạnh lùng, nó vô cảm, nó không như anh em mình. Kiểu như thế thì em cũng muốn gặp. Thế thì khi mà gặp thì em cũng thấy công nhận là lạnh lùng vô cảm thật. Được cái là đẹp trai, công nhận là nhìn cái đẹp trai, nhưng mỗi tội là kiểu lúc nào cũng đúng là ít nói, nhưng kiểu lúc nào cũng tóm lại là kiểu như là lúc nào cũng kiểu như không cần đàn bà ấy. Ngày trước thì lúc mình còn trẻ thì lúc nào cũng thích các anh thì phải săn đón nọ kia, nhưng gặp anh này thì anh ấy khác, thì anh khác kiểu như nào cũng ta không cần đàn bà cái kiểu như thế. Nhưng mà lúc đó là Khoa là trong tình trạng như thế nào, có bạn gái hay là đang một mình? Dạ thì lúc đó thì em có bạn gái ở Hải Phòng. Hả? Có bạn gái. Đó, thì bên là ổng có rồi, cho nên là ổng gặp gái khác thì ổng lạnh lùng là chuyện bình thường đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà cái style là vậy. Người anh mà ăn lê đó, phát tỉnh ăn lê. Nhưng mà lần đầu tiên thì mình không ý định là quen hoặc là tán tỉnh với bạn ấy. Hằng ấy, nhưng mà gặp lần đầu tiên thì trông xinh, ngon, eo nhỏ, hơi bị hút đấy. Mông thì lại cong như bò ngựa luôn. Đấy. Mình lại rất thích người phụ nữ như thế. Thì em có một bạn gái ở Hải Phòng và bạn này trên Hà Nội. Là cũng có một bạn gái nữa ở trong Sài Gòn. Như vậy là cô ấy có thế sức là hút.
Đó. Thế là cùng một lúc em bắt cá ba tay luôn. Hải Phòng, Hà Nội với cả Hồ Chí Minh. Đấy, Hải Phòng, Hà Nội. Ba nơi luôn. Ba nơi có Đà Nẵng hay là... Không có, thì ba thành phố. Có nghĩa là có ba cô bạn gái ở ba thành phố lớn. Ba thành phố lớn. Đó. Ừ. Rồi sao? Rồi có làm quen với cô, có tỏ tình với cô không? Thì em chưa tỏ tình. Em nhờ ông anh để nói chuyện với bà chị để xin số điện thoại của Hằng. Ừ. Nhưng mà Hằng gặp ảnh là Hằng có thích liền không? Thực ra em gặp thì em nhìn em cũng thích xinh đẹp dai, nhưng mà em ghét cái kiểu là cứ cái kiểu lơ lơ mà có như phớt lờ là em rất là ghét. Nên là khi mà em gặp thì mình ấn tượng là cái nhất là em thấy rằng là anh này anh đẹp dai thư sinh. Ngày xưa anh em bây giờ lấy vợ tăng hơn 10 cân. Chứ ngày xưa kiểu gầy gầy á, xong rồi mắt loạng ướt. Mà tóc thì để rậm chứ không để như bây giờ. Thế nên là trông rất là đẹp dai, công nhận. Thế nhưng mà có một cái điều gì đấy, tóm lại là em nhìn cái người đàn ông này có cái gì đấy em cái đôi mắt rất là buồn. Và nhưng mà người ta rất là lạnh lùng. Và cái vấn đề là khi là tức là em mới gặp thì em không nghĩ là em yêu. Em không nghĩ là yêu. Thì về anh này thì ngày nào anh cũng nhắn tin. Anh nhắn tin liền tù tì 7 ngày. 7 đến 10 ngày. Nhắn tin ngày nào cũng nhắn tin. Thế là sau bẵng đi tầm 1 tuần không nhắn tin nữa. Chiêu em... chiêu đúng không? Đúng rồi. Cái này là chiêu của mấy ông đàn ông á. Trời ơi. Để thả ra sau đó hiếm lại. Tạo thói quen á em. Đó, phụ nữ mình chết vì mấy cái thói là quen chắc... vớ vẩn đó đó em. Chắc chắc là sau đó 7 ngày là cô này sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ABCD? Thực ra lúc đấy thì em cũng rất là nhiều các anh cưa chứ không phải là không có. Nhưng mà khi mà có một cái không có anh nào là ngày nào cũng cứ tầm mấy giờ sáng là nhắn tin em ăn sáng chưa hay em đang làm gì đấy. Tóm lại là trời lạnh nhớ mặc áo ấm nha. Rồi tới buổi trưa em ăn trưa chưa? Nhớ đừng có để bị đói bụng nghe chưa? Rồi buổi tối nhắn nữa, nhắn hoài luôn. Tạo một cái thói quen á. Thói quen hư hỏng cho mình á. Xong đến khi ngưng lại một cái là em khó chịu đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó em làm sao? Thế là em mới nhắn 7 ngày anh ấy không nhắn tin, em nhắn tin lại. Thì anh ấy tức là lúc ấy thì nghĩ gì anh? Lúc anh ấy nghĩ gì? Nghĩ là cá đã cắn câu rồi. Nhưng mà chị biết chắc chắn là khi mà em câu là em biết con cá này sẽ cắn đúng không? Em rất là tự tin trong việc đó. Có tự tin không Khoa? Thực ra thì em cũng không khẳng định em tự tin. Tại vì lúc đấy là con người em thì em thích làm việc. Đấy, còn cái việc là có bạn gái không thì đấy là một cái niềm vui cho mình. Bên cạnh cái thời gian mình dành cho cái việc lao động kiếm tiền. Thế là nếu như mà mình nhắn tin cho bạn và bạn trả lời lại được thì nghĩa là bạn ok, là bạn đã có dành tình cảm cho mình. Thì cũng đấy là một cái niềm vui cho mình, còn không thì thôi không sao. Tại vì mình cũng có hai bạn gái rồi. Thế sao em phải xài chiêu làm gì cho khổ thế? Dạ. Thế tại sao em thì vì, tại vì... được hay không được, gọi là được thì tốt mà không được thì cũng không được. Bắt buộc là phải được. Tại vì em biết là bạn này cũng rất là nhiều anh tán tỉnh. Thế là mình phải có một cái chiêu thì nó là cái sự khác biệt. Đó. Đấy, chứ nếu mà mình cứ săn đón thì lại giống như cái người đàn ông khác thì chưa chắc bạn ấy để ý. Ý chị nói á, là có nghĩa trong đầu em á, là em đã nhắm là em phải quen với bạn này rồi. Thì em mới mất công em xài chiêu như vậy. Chứ còn nếu không thì thôi, cứ nhắn theo kiểu ngoại giao thế thôi. Nếu mà thích anh thì nhắn lại, không thì thôi. Còn đây là phải 7 ngày liên tiếp em à. 7 ngày liên tiếp mà lại nhắn. May mà không nhắn nhầm ấy. Để con nhắn bên Hải Phòng, nhắn bên Thành phố Hồ Chí Minh mà nhắn gọi nhầm, tên nhầm thì có mà chết. Ủa nhưng mà là em có suy nghĩ và em có nghi rằng là bạn này là bên ngoài cũng có nhiều cô không? Tức là cái lúc đó. Vâng, cái đợt là mới quen ấy thì là em chỉ nghĩ một điều rằng là nếu như mà anh này anh ấy cũng có nhan sắc này, công việc ok này và lại sống một mình nữa thì em nghĩ là chắc chắn rất là nhiều người yêu. Nhưng mà thực ra ấy, là em chỉ nghĩ rằng là quan trọng cái người này người ta có xứng đáng với mình hay không. Mình có, tại vì lúc đấy em là em lúc đấy là em 25 tuổi rồi thì em nghĩ rằng là một là cái người này mình không phải cái tuổi để mà đi yêu một người mà tự dưng gọi là cái trò chơi nữa. Bây giờ đến với cái người này là mình phải xác định là người ta là chồng mình thì mình mới đầu tư thời gian. Còn không thì thôi. Chứ còn thực ra em cũng đoán là anh này rất là nhiều cái đối tượng, đó là chuyện bình thường đúng không ạ? Nếu có điều kiện tốt thì chắc chắn là sẽ có nhiều nhiều người yêu thì là bình thường. Với em thì em không có cái gì mà em mấy cả, mà sau này khi là yêu nhau rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là anh này có mấy người yêu liền. Đó, thì là
cái vấn đề phát hiện như nào thì một chút nữa kể. Một chút nữa kể. Rồi, bây giờ anh rất quan tâm đến cái việc là bao lâu thì hai bạn mới chính thức là quen nhau? 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng. Có nghĩa là kể từ 7 ngày, sau 7 ngày mà không nhắn tin đúng không? Vâng. Là 6 tháng sau là mới quen. Tức là anh này anh quen thì anh quen thì anh ấy cứ suốt ngày anh ấy thả tin nhắn như thế thôi, xong lúc nào anh rảnh thì anh chơi cái kiểu này. Ví dụ như chẳng hạn như là em cứ đang ở nhà thì anh cứ nhắn tin cho em, anh hỏi là em đang ở đâu đấy, em đang ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy ở nhà xem nào. Cái máy sấy ở nhà. Hoặc là ví dụ như đang nhắn tin với em thì là cứ nhắn tin là anh đang đi làm, anh thế này anh này kia các thứ, xong rồi cứ hỏi em đang ở đâu và em đang ở nhà thì em làm này kia, xong đùng phát thì anh ở Hải Phòng mà, đùng phát anh bấm chuông dưới cửa anh mà, anh đang ở dưới nhà này. Có những hôm em đang ở nhà với cả bạn em, thế anh ấy thì em bảo em đang ở mình, thế anh ấy bấm chuông cửa dưới, may lấy được con gái hay con dài chết. Anh kiểm tra đột xuất. Anh này anh ấy rất là hiểm nhá, hay kiểm tra đột xuất. Có nghiệp vụ của cảnh sát hình sự á, hay kiểm tra đột xuất. Chiêu mà, chiêu của ổng mà. Đấy, hay kiểm tra đột xuất. Xong là cứ bắt đầu em ở đâu thì bắt đầu là chứ. Ví dụ ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy hay em cho anh xem cái này xem cái kia. Đấy, xem là có ở nhà hay không. Nhưng mà sau, tức là 6 tháng sau tụi em chính thức quen nhau thì đến bao lâu thì em phát hiện là ảnh có những người con gái khác? Đó. 6 tháng quen nhau thì bắt đầu phát hiện là như này. Cái hôm đấy bạn của anh ấy dắt một cái người bạn ở Hải Phòng lên thì cái cô là con gái. Thì cô tự dưng cô bảo với anh là anh đã nhìn ở trên Facebook em nhảy căng làm sai chưa? Thì mặc dù em không hề biết Facebook của anh này, anh không nói gì Facebook. Thế là em thực ra để mà nói là em phụ nữ mà giác quan thứ 6 ngay. Thế em bảo là ô tại sao không cho mình biết Facebook? Nhưng mà em thế là lúc đấy cô ấy, lúc ấy cô ấy ăn mực, cái cô bảo là chị dắt em đi vệ sinh với. Thế là lúc là em dắt cô đi vệ sinh nhá, nhìn mặt anh này lấm lép không hiểu là sẽ hỏi cái chuyện gì ấy. Thế xong em thì em cũng không hỏi chuyện gì cả, em không hỏi chuyện gì cả. Nhìn mặt tự dưng lúc đấy là tự dưng là mất tự nhiên rồi, đổi sắc mặt liền. Đúng rồi, kiểu gì nghĩ em là chắc là sẽ hỏi là Facebook là gì vào điều tra đây. Nhưng em không hề hỏi gì cả. Thế em hỏi là anh có Facebook mà tại sao không cho em biết? Thế xong anh bảo chưa thì người yêu cũ của anh ngày trước ấy thì là anh cũng không tức là anh không muốn cho em biết ấy. Thực ra giờ cũng không có cái gì nhưng anh không muốn cho em biết. Thế bảo chứ anh sợ em hỏi người ta là Facebook của anh là cái gì các thứ đó kia, em không hề hỏi. Nhưng mà em tìm quá trời, em tìm mấy ngày mới ra Facebook của anh này. Rồi. Thế ra Facebook thấy ra Facebook là như này, tức là ngày xưa anh ở một mình thì ở nhà anh ấy có một cái bức tranh ông thần tài thêu tay. Thế thì em mới tìm Facebook của anh này, em tìm ra rồi nhưng em tìm tất cả danh sách bạn bè với em tìm hết ảnh, không có một ai nghi ngờ cả. Nhưng em tìm hết cái danh sách các cô gái em vào xem Facebook thì có một cô. Thì cô ấy lại có là ghi là tác phẩm đầu tay thì lại là cái ông thần tài mà thêu ấy. Đúng, nhà anh này. Đúng, thế thì em ấy tìm ra là nhà cô ở chỗ này, cô này cô bán cái này cái kia, là em tìm ra hết, xong cô còn có bụi ruồi ở đây. Em tìm hết nhá, thì em không hề nói. Và ngày xưa là anh này anh ấy có một cái xe đạp điện bò điên. Thì là ở cái xe đạp điện bò điên ấy thì nó lại có một cái con rùa. Chìa khóa con rùa, thế em nhìn một phát em nghi ngờ mà chứ. Tại sao mà đàn ông mà lại có cái chìa khóa con rùa này? Suy luận. Em suy luận, thế là em theo dõi, em ngầm theo dõi cái Facebook cô đấy. Hai hôm trước em vừa xuống Hải Phòng chơi xong. Thì hai hôm sau em thấy cô đăng lên Face là cô ấy đi cái xe đạp điện đấy. Thế là chụp cái ảnh cái xe đạp điện ấy cũng có cái chìa khóa con rùa đấy. Thì mà thôi chết rồi. Ông này là bắt cá, ông này vẫn còn quan hệ với cái cô bé đấy. Thế xong em bắt đầu em xuống đấy em bắt đầu chơi chiêu, tức là em mới xuống đấy một cái là em bắt đầu em chụp ảnh tất cả cái góc nhà của anh này, toàn là lao giường ngủ này, lao là bể cá hay lao là salon. Thế em chụp ảnh xong hôm ấy anh này say rượu. Thế là em say rượu xong rồi em mới chụp, em bắt phải chụp với em, tức là coi như là kiểu như là đấy là một cái chuyện vô tình nhưng nó là một cái gọi là không thể lỡ được. Bắt đầu đăng lên Facebook luôn, thế là mặt biến sắc luôn. Anh chưa muốn công khai mấy cả người yêu anh vừa bỏ thì tự dưng đăng này nó không hay. Thế em bảo là thế em là cái gì của anh, nếu mà anh còn tình cảm với người ta anh đừng đến với em nữa, còn em yêu em mà muốn công khai. Thế là em bắt phải đăng lên, xong bắt đầu là thế là người yêu mới lồng lên. Trời ơi, cái cô đấy mới lồng lên nhá, cô đấy mới lồng lên, xong bắt đầu là
tức là hôm ấy, tức là khi trước khi đấy thì em cũng gọi điện cho anh này rồi, em bảo là, tức là em gọi là em biết rằng là người yêu anh nhà ở đâu, rồi cô ấy bán cái gì, nhà ngõ bao nhiêu, có nhiều biết hết rồi bên này, đúng rồi, số điện thoại bao nhiêu luôn em biết luôn. Thế là anh đánh sợ quá, em mất, anh phải lựa chọn giữa em và cô gái đó. Còn nếu như anh cảm thấy anh mà có tình cảm với cô gái đấy thì không, đừng được tiến đến với em. Còn em hôm cái cô đó cô đến có làm gì em? Không, cô không, cô không làm cái gì cả. Nhưng mà anh này anh vẫn qua lại với cả. Thôi giờ chuyển nè, qua bên đây. Thời điểm đó em giải quyết làm sao? Em lý do gì mà em lại chọn cô này bỏ cô kia? Thì lộng lý do thì thứ nhất là cuộc sống của em sống một mình. Nghĩa là bố em thì mất từ hồi em học lớp 9. Nên mà em thì cũng ốm. Ba bị bệnh, nhưng mà bệnh bị liệt nửa người. Thế là em sống mình với em. Còn chị gái em thì lấy chồng như Hà Nội. Thế là mình sống cuộc sống là phải tự lo mọi thứ. Thế còn tất cả những cái vấn đề mà mình yêu ấy thì nó một cái gì đấy như em vừa nói với chị ấy, nó cũng niềm vui cho mình. Sau khi những cái công việc mà hàng ngày nó mệt mỏi thì đấy cũng niềm vui cho mình. Thế mình cảm thấy nó cuộc sống nó happy. Thì cái bạn gái cũ ấy thì bạn cứ còn trẻ. Bạn ấy kém em cũng rất nhiều tuổi. Nhưng mà cuối cùng là em lại chọn. Nhưng mà tại sao em lại chọn? Đấy, đấy, dạ vâng. Thế vì cái câu chuyện thì bạn ấy còn trẻ, thế là về cái suy nghĩ của bạn ấy nó chưa được sự chín chắn. Nhưng mà bạn Hằng này thì bạn ấy hơn bạn này về cái sự chín chắn trong suy nghĩ. Nên là bạn cũng rất là đảm đang, lâu lướng mọi thứ, rồi chọn một cái rất là ok. Thì em nghĩ là nếu như mà em chọn một người này là mà lấy làm vợ thì em nghĩ là cuộc sống của em nó sẽ thay đổi. Nhưng mà em giải quyết cô kia nó có dễ dàng không? Dễ ạ. Thì thực ra thì đối với cô kia thì cô ấy khó thôi, chứ còn thì vì cô ấy rất là yêu em. Rồi bao lâu thì em cưới hả? Sau cái đó thì hai đứa bao lâu thì làm đám cưới? Sau khi giải quyết xong tầm một độ 3 tháng sau kìa. Em chửa 3 tháng. Sau 3 tháng sau nữa thì là quen nhau, thì là 6 tháng là chính thức quen nhau. Em bắt đầu yêu nhau tầm 3 tháng thì em chửa 3 tháng. Có bầu hả? Dạ. Thì có bầu thì anh này thì anh không chịu cưới. Thì vì lúc đấy thì làm ăn khó khăn ấy. Tự dưng lúc đấy thì nói chung là rất là khó khăn. Thì là bên Khoa khó khăn hay là em? Em thì không có cái gì cả, anh này thì lại khó khăn. Nói chung là hai đứa đến với nhau thì nó không có một cái gì cả. Tức là trước đấy thì anh này thì có nhà, có xe, có công việc. Nhưng mà khi mà bắt đầu gọi là yêu nhau thì bắt đầu anh ấy không có cái gì cả. Bắt đầu là lấy nhau là hết, không còn một cái gì cả. Lúc đó là em cũng chưa kinh doanh luôn. Em có kinh doanh nhưng mà cái công việc của em nó, tức là khi mà em bầu thì cái công việc của em nó không cái công việc hiện tại á, em chưa kinh doanh cái mỹ phẩm mà cái chưa công việc hiện tại là chưa. Tức là em ngày trước em chuyên về làm về spa, về thẩm mỹ viện, về chuyên về tắm trắng rồi. Thì cái đấy thì khi em có bầu thì em không làm được cái việc đấy, em lại càng khó khăn nữa đó. Thì là anh này thì anh ấy cũng không muốn cưới, thì anh bảo với em là bao giờ có tiền thì cưới em về. Đó, thế nên là em thì em không đồng ý. Em bảo với anh là bây giờ bố mẹ em sinh em ra, nuôi em bao nhiêu năm, mấy chục năm, bây giờ anh muốn cưới em thì anh phải bảo người lớn nhà anh mang chầu cao đến hỏi em đàng hoàng. Kể cả là không đám cưới rình rang cũng được, nhưng mà cũng phải là có chầu cao đến hỏi bố mẹ em. Đó, có người lớn đến hỏi bố mẹ em thì anh kể tiếp đi. Thì như câu chuyện em nói ấy, thì bố em mất rồi, thế là đến nó hỏi cưới bạn này thì phải nhờ bảo chú em. Chú em với cả chú em với cả chị gái. Thì nói chung là đó. Sau đó thì hai đứa là vẫn đám cưới một đó. Có một cái đám cưới rất là ok đúng không? Có đám cưới. Nay là bao nhiêu năm rồi? Nay là 15 rồi ạ. 10 năm. À lúc đó bé trong bụng là bé trai bé gái à? Bé trai. Bé trai. Rồi giờ em mấy đứa rồi? Em 3. Ba đứa. Dạ. Wow, chúc mừng nghe. Ba đứa mà phọt đẹp thế. Trời ơi, ba đứa rồi. Dạ. Trai gái đủ cả hả? Dạ, hai bạn cuối cùng là sinh đôi. Trời ơi, vậy hả? Là, coi là một đứa nữ, một đứa trai, một đứa gái hả? Đâu, hai một hai bạn nữ là sau và bạn nam là đầu tiên. Đứa trai lớn là, còn là song hai sinh song sinh là hai đứa nữ. Dạ. Wow. Trời ơi, thôi vậy là ngon lành quá rồi. Ủa, nhưng mà là cái bạn cái lần sau á là đẻ cặp song sinh á, mổ á, thì mổ có khó khăn gì không em, hay có câu chuyện gì về cái việc gọi là sinh hai bạn ấy không? Cái câu chuyện thì nó cực kỳ dài.
nhưng mà em chỉ chia mình sẻ một ngắn chút gọn thôi. Em chỉ chia sẻ một chút này. Thực ra hai cái bạn đấy thì khi mà bọn em chửi em vất vả lắm, em chửi em thì em xin phép em kể cái sau khi mà lấy nhau đã xong sẽ hai bạn đấy. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì rất là khó khăn, cái cuộc sống tức là nó khó khăn vô cùng luôn. Anh này làm cái gì thì cũng là bị lừa, xong rồi làm cái gì một là bị lừa, hai nữa là người ta không trả tiền, có nghĩa là không có một cái việc gì nó tức là vợ chồng ấy, tức là vợ chồng em có nghĩa là những cái thời điểm ấy nói thì bảo cái thời này cách đây 10 năm mà gọi là trong nhà có khi còn chẳng có một cái đồng nào luôn chị ạ. Tiền thì nhà thì đi thuê, và đợt đấy khi mà em đang bầu thằng đầu tiên ấy, cái bạn đầu tiên ấy thì không có một cái gì luôn, có nghĩa là vợ chồng em mức độ mà ăn cái cơm trắng rang nhiều quá ấy, mà em ngán quá mà em lấy 2.000 ở trên ban thần tài ấy, đi mua dưa để rang ăn cho nó đỡ ngán. Tức là cái thời gian đấy em rất là nhớ, tức là khó khăn vô cùng. Thì em kiểu như không muốn cho mẹ em biết ấy, thì chỉ gọi điện về quê là mẹ ơi, ở đây bây giờ toàn là gạo với cả toàn là rau của Trung Quốc, cứ nói thế để cho bố mẹ đỡ phải lo lắng. Thế thì mẹ lại gửi rau với gửi gạo với gửi ngan ra, thì lại ăn được một tuần. Tức là cái cuộc sống lúc đấy rất là khó khăn ấy, hai vợ chồng rất khó khăn nhưng không bao giờ cãi nhau. Và lúc đấy có duy nhất một cái xe đạp điện mà em nhớ là em chửa to như thế này thì chồng em thì cái yên nó bé như này thì chồng kiểu như không ngồi được ấy. Bụng nó to quá thì là em phải ngồi ở cái đầu của cái yên. Ngồi nó rất là khổ. Nhưng mà mình vẫn muốn là buổi chiều mình tới lúc ấy cái công việc em nó không có, nó đang rất khó khăn, mình chở vợ mình buổi chiều là mới bắt đầu đi xe đạp điện rồi đi dạo. Ôi, nhưng mà thực ra là để coi là kể sơ qua cái thời kỳ khó khăn như vậy để thấy là bây giờ tụi em đã vượt qua cái thời điểm đó một cách quá là ngoạn mục, đúng không? Bây giờ thì là hai anh chị là mình nhìn vậy là mình thấy là bây giờ đang rất là đúng rồi giàu có phủ phê rồi, đúng không? Trời ơi, thành ra mới kết luận lại á là anh chị chọn nhau như vậy là quá đúng rồi. Trong ba người phụ nữ mà em bắt cá đó thì em chọn đúng con cá mà cá vàng á, đúng không? Đó, để rồi bây giờ hai đứa hạnh phúc như thế này mười mấy năm rồi, đúng không? Hai bạn người lấy nhau mười mấy năm. Mười năm. Một thập kỷ đó. Nếp tẻ đủ cả. Đó, thì đầu tiên là phải chúc hai người, gọi là chúc mừng hai người đã, đúng không? Chúc mừng đã, nhưng mà rồi chúc mừng xong rồi thì vẫn phải hỏi là khi mà lấy nhau á, thì bắt đầu lúc cái thời điểm đó có lòi ra tật xấu gì không? Lúc đó bắt đầu mới là khi mà về ở chung nhà với nhau đó. Có tất cả đã lòi ra hết. Và những cái tật xấu đó tới bây giờ nó thực ra nó không phải là tật xấu đâu, mà là có những cái mà quái thai quái thú của đối phương mà mình không biết cái lúc mình đang yêu á. Đó, thì khi mà về với nhau như vậy á thì là những cái cá tính bắt đầu bộc lộ ra như vậy thì mình vượt qua cái điều đó như thế nào? Ví dụ như là bạn vợ có cái gì mà em bị bất ngờ á, có nghĩa là lúc mà khi yêu á là không có, nhưng lúc về mới thấy. Ví dụ như là nhõng nhẽo quá thể này, hay là có một cái gì đó nó em làm em bị bất ngờ á. Những cái gì mà chưa hài lòng và bất ngờ về những cái tính đó. Thì thực ra vợ em lúc mà quen em thì em thấy rất là hoàn hảo. Cái gì? Nhưng mà về làm vợ á. Vâng, rồi. Và khi về làm vợ thì mình thấy sau một thời gian khi đẻ con thì bạn ấy tập trung vào cái công việc kinh doanh, thì vợ em là livestream bán hàng mà. Là bạn ấy có cái việc nhà thì bạn ấy nó không được đảm bảo chu toàn lắm. Cái việc đấy thì cũng có giúp việc rồi, bây giờ hiện tại có việc. Hai là cái tật xấu thì là cái tật xấu nó cũng kỳ lạ. Em chưa yêu ai mà có cái tật xấu đấy à? Đâu tật xấu gì? Nghĩa là lúc nào cũng phải sờ người em ấy. Tay nó kiểu như là lúc nào thích phải sờ bụng. Ngủ lúc nào phải đặt tay bụng đấy. Không chịu được. Có đó dễ thương mà. Có nghĩa là cứ gặp là đặt tay lên bụng. Để tay bụng sờ. Sao em không để lên má hay để lên vai mà để tay lên bụng? Không, đấy là cái thói quen. Ý nói là chồng ơi chồng tốt bụng hả? Đấy là thói quen của em. Thói quen từ bé. Thế nên là bây giờ lấy chồng thì cũng... Thôi nhưng mà đó là thói quen. Đâu có đó dễ thương mà. Đáng yêu mà. Nhưng mà có hay la con không? Có hay mắng con không? Có.
Đó. Có bạn ấy cũng nhiều khi cũng áp lực công việc ấy, thì bạn cũng hay la mắng con, nhưng mà thực chất thì em sống để em biết là bạn ấy cũng rất là yêu thương con. Rồi có nghiện shopping không? Đó. Có nghiện shopping không? Ôi rồi nghiện nặng luôn ạ. Đấy, nghiện nặng con nghiện. Đấy, đúng không? Em thì có khoảng độ một tủ này thôi, nhưng bạn phải 4 tủ. Đấy, tôi nhìn là tôi cũng hình dung ra rồi. Nguyên... chú không khai tôi cũng đoán ra rồi. Có nguyên một cái tầng luôn. Nguyên một cái tầng là chứa quần áo của bạn. Quần áo là có đóng hẳn những cái ngăn tủ để trang sức, rồi đồng hồ, kính mắt, rồi giày riết. Có những cái bộ nào mà mua mà chưa mặc luôn không? Có ạ. Có nhiều ạ. Vẫn còn mang ạ. Con nghiện shopping là ai cũng bị cái tật đó. Có như là mình mua nhiều quá mình không nhớ là mình mua cái gì rồi. Tôi là cái như là mặc không kịp luôn đó. Và em thì rất là thích khi mà gặp cái việc gì mà nó buồn ấy thì là đi shopping cái. Đấy, là giải sầu ngay. Giải sầu ngay. Rồi bây giờ Khoa có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì thực ra thì em xác định là mình là một người đàn ông trong gia đình thì mình là phải người gánh vác, nên là em thấy thì là vợ em có những cái thói quen, tuy nhưng mà mình cảm thấy cái thói quen đấy nó cái gì là nó gọi là vậy là quá thì mình phải thay đổi, thế là em nghĩ là chắc là em cũng không cần em cứ thay đổi được, cứ như thế là cứ như thế và thay đổi cái là mình lên nhẹ nhàng lên lãi với các con, thế là được. Nhẹ nhàng với các con đó. Cái bớt shopping lại em ơi, chị nói thiệt với em á, gặp chị mà là em á là chị mong muốn thay đổi ngay cái việc đó. Uống tiền lắm thì có nhiều khi mình mua những cái đồ mình không xài tới phí lắm. Thực sự rất là phí luôn. Nhà chị bị đó, chị giờ gặp ai chị cũng khuyên hết á. Giờ chị bị. Nhưng mà nhiều khi đó là cái thú vui của người ta. Đúng rồi. Cái sở thích của người ta, không mua là xỉu đó, đúng không? Thôi chuyện sở thích khác đỡ tốn hao hơn đi em ơi. Rồi bây giờ tới em nè. Đã, bạn ấy có những tật xấu gì? Anh ấy thì nói chung là cái tật xấu ấy là chưa tìm cái đồ gì đã gào lên rồi. chưa tìm thấy đấy đã gào lên rồi. Tại vì là anh ấy là một cái người mà kỹ tính, sạch sẽ, kỹ tính và cầu toàn ấy. Cái gì cũng phải hoàn hảo. Tức là có một cái tính là nếu như mà cái gì không đúng ý của mình ấy, tức là mỗi một người sinh ra thì không thể ai người ta cũng như ý của mình được. Có thể là mình mà mình có thể làm được nhưng người khác không làm được. Nhưng mà anh ấy hay kỳ vọng quá cao, xong mà hay kiểu bực mình ấy, cáu đấy, bực mình cáu lên. Xong bắt đầu là tìm cái gì mà đồ gì mà chưa tìm thấy là bắt đầu là đâu có anh ấy, đâu có cái thứ đâu kia, nhưng chỉ loanh quanh ở đấy thôi. Đấy rồi cứ bắt đầu mỗi lần gào lên một phát là cả nhà, cả bố, cả mẹ, cả các con, cả ấy là rúm hết cả người mà rồi. Không hiểu bố một, lại để một tật xấu đầu tiên là hay gào. Rồi đó. Nhưng mà nè, có hay ăn cái trưng diện đồ hay là mua sắm giống như em không? Ui trời, anh có chân diện nha, anh chị nhìn điệu lắm. Chị thấy chân diện nha, điệu lắm luôn hả? Đây là đó, em nhìn cái áo với lại cái đôi giày đi đó, là em thấy đó. Đó một logo đó. Em đó, em đó, chân diện sao? Anh này thì anh ấy điệu lắm, anh ấy sạch sẽ, tức là cái đồ của anh cái gì nó phải vào cái đấy, và quần áo là phải giặt bằng tay, là cái gì nó cũng phải sạch như ly như lau ấy, tức là anh ấy là một cái người như thế. Nhưng mà không, cái đó là thật tốt rồi, chị đang hỏi em thật xấu thôi. Giờ có chuyên diện nè, có xài. Em là ghiền mua sắm nè, cũng tốn tiền nha. Còn ảnh có tốn tiền với quần áo, với đồ hiệu, đồ hiếc hay không? Cũng có tốn nhưng mà cũng bao biện nè, bao biện. Rồi là bây giờ có, anh hỏi nè, chắc chắn mấy cái đồ luôn. Mấy cái đồ hiệu thì có giặt chung với mấy cái đồ không? Không ạ, giặt riêng. Anh không, anh em có mua một cái tủ lạnh thì chỉ chuyên giặt quần áo của em thôi. Cả quần áo em, quần áo của em thì lúc nào nó hơi bẩn thì em mang ra tiệm giặt, còn không em giặt bằng có cái máy giặt nó cao này, mua đúng 80 triệu. Là máy giặt hiệu luôn đúng không? Giặt hấp. Coi như là máy giặt hiệu để giặt quần áo hiệu đúng không? Tức là em rồi. Thích xài đồ hiệu đúng không? Còn vợ em thì ghiền shopping đúng không? Đúng chắc rồi. Hại chồng cũng đồng lòng đồng thủ để mà tiêu tiền quá đi. Dạ vâng, nhưng mà mình đồng thủ thì mình lại phải đồng sức để mình kiếm tiền. Đấy, để mình phục vụ cho những cái sở thích của mình. Đúng vậy đó. Bây giờ là mong muốn chồng thay đổi gì? Em thì nói chung là mong muốn chồng thay đổi thì là cũng chả mong muốn thay đổi gì cả. Bớt cáu không? Mong bớt cáu lại. Tại vì là em cũng hiểu tại vì sao cáu mà. Tại vì là áp lực công việc. Nhà em là cứ chồng của em là cứ 6 giờ sáng dậy, xong bắt đầu là đi làm đến 1 giờ trưa mới về ăn cơm. Ăn cơm xong thì hôm nào mà cứ vợ rủ ngủ trưa thì ngủ một tí, không thì lại đến 6 7 giờ tối về tập thể dục một tí xong rồi lại. Tức là cái áp lực công việc của anh ấy rất là nhiều. Em á cứ vừa đấm vừa xoa.
cái chương trình này nó bị lạc đề. Ví dụ có cái gì là tranh thủ, mình phải tranh thủ cơ hội để mà mình nói. Ờ đó anh ơi thế này nọ, em nãy nghe nói là chồng cáu lên cái là gia đình ai nấy rúng gió lại hết đúng không? Thì thực ra áp lực ai mà không có áp lực em. Yeah. Cái thời đại này ở xã hội ai cũng có áp lực hết, chứ không chỉ riêng ai, mà người ta hơn thua nhau ở cái điều là mình kềm hãm được cái cảm xúc của mình. Mình kềm hãm được cái áp lực đó để mình không xả cho vợ con mình. Đó là cái điều mà mình hơn người khác. Thực sự là như vậy mà. Trời ơi, chị áp lực lắm chứ bộ. Nhưng mà không bao giờ chị về mà chị cấu chồng hay là cấu con, không có luôn. Thiệt, mình tìm cái cách xả cách khác. Chứ mình không có xả lên vợ, lên con mình. Đúng cái rồi. Đó mới là cái hay. Ngược lại mình cũng vậy. Vậy thì em mình mong muốn đi. Đó, mong muốn. Nói chung là mong muốn là chồng... gọi là tạo áp lực cho người khác vừa vừa thôi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là tìm cái đồ gì phải tìm kỹ, xong bắt đầu mới tìm đi rồi hãy cấu đúng không? Tìm xong rồi chưa tìm đã cấu. Không, mình cũng bị cái tính đó nè. Mình cũng bị cái tính đó. Rồi thôi, thực ra là bây giờ tụi em đã sống với nhau một thập kỷ rồi, cũng hiểu hết đường tơ kẻ tóc của nhau hết rồi. Vấn đề là bây giờ ai cũng giỏi hết, chồng giỏi, vợ giỏi. Tụi em càng giỏi thì tụi em sẽ càng nhiều áp lực. Và bây giờ vấn đề tụi em phải vượt lên chính mình bằng cách là giỏi hơn nữa, bằng cách là mình đừng tạo áp lực cho con cái mình, cho gia đình mình, cho vợ chồng mình, tức là vợ mình hoặc chồng mình. Cái đó là mới bền được. Cái đó mới bền được đó em. Chứ không là mệt mỏi lắm. Đến một lúc nào đó tụi em tiền kiếm gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần như vậy nữa là áp lực nó còn kinh hoàng hơn nữa. Đúng không? Thành ra là chị nghĩ là bắt đầu đè nén cảm xúc từ bây giờ sau đây. Và cũng rất là cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc của hai vợ chồng. Và thật sự mà nói là nhìn thấy hai bạn rất là đẹp đôi ha. Ganh tị với sợ và luôn đó. Phải nói là đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc và thành công trong công việc. Và rõ ràng là trời sinh ra hai bạn là một cặp. Và để có được hạnh phúc này đó là sự lựa chọn của cả hai. Nghe, hạnh phúc là lựa chọn. Xin cảm ơn.